Con xin phép được gửi lời chào đến các thầy cô và các vị phụ huynh hay tất cả các bạn học sinh ở trường Tây Đức. Con là Nguyễn Bách Việt, học sinh lớp 9A2. Và để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 dành cho các thầy cô này là lớp con đã được giao nhận việc làm trò chơi ạ. Và trong những ngày vừa qua thì lớp con đã rất là bị ý tưởng cho việc lên trò chơi như thế nào để cho các thầy cô có thể có được những nụ cười sảng khoái. Vậy đây là hầu như trong những ngày cuối tuần là bọn con đã nghĩ ra được ý tưởng là bọn con sẽ tổ chức những trò chơi dân gian rất là quen thuộc trong tuổi thơ của các thầy cô để các thầy cô có thể hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của chính mình ạ. Và chúng con là tuy là đã lên kế hoạch rõ ràng nhưng mà thực ra là cũng có một vài trục trặc là vì bọn con không tìm được thấy những nguyên liệu cần thiết cho những trò chơi như này ạ. Tuy như thế nhưng bọn con cũng đã rất cố gắng và đã có thể sử dụng những nguyên liệu có được để tạo ra những trò chơi rất là quen thuộc như là kéo co, nhảy dây, cướp cờ hay thậm chí là tam sao thất bản ạ. Con rất là háo hức để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 như này. Là thực ra là trong quá khứ của bọn con chưa bao giờ từng tự làm như này và hầu như phụ thuộc vào tay của bố mẹ. Thế nên là lần đầu tiên để tổ chức cho các thầy cô như này là bọn con đã rất cố gắng và rất là vui khi mà tự tay chính mình tổ chức để tri ân các thầy cô ạ. Cảm ơn ạ.